Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định, sắp xếp 79 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nam Định. Và trong bối cảnh đó, sáng hôm nay mùng 6 tháng 9 tại chùa Trúc Lâm Thiên Trường, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Theo đó, Phật giáo huyện Mỹ Lộc bao gồm 48 vị tăng ni và 70 ngôi chùa đã sáp nhập vào Phật giáo thành phố Nam Định. Sau khi sáp nhập, tổng số tăng ni thành phố Nam Định là 100 vị tu học tại 98 ngôi chùa, trong đó 65 tự viện có tăng ni trụ trì hoặc kiêm nhiệm trụ trì. Theo quyết định, nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Nam Định mới gồm 31 thành viên do Thượng tọa Thích Gia Vũ làm trưởng ban, hai vị nguyên trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc được cung thỉnh chứng minh Ban trị sự. Toàn thể tăng ni trên địa bàn thành phố cũng như là trong ban thường trực đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của tăng ni, cũng như đặc biệt là Thượng tọa Thích Quảng Biên, nguyên là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Lộc, như là Thượng tọa Thích Thanh Lợi, nguyên là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Nam Định, cũng đã nghe các Thượng tọa trình bày những cái tâm tư nguyện vọng muốn dành toàn tâm thời gian cho công tác đào tạo và tăng tài, thế là nhường lại công tác điều hành cho các thế hệ ở phía sau, cũng như các tăng ni đầy đủ về đạo hạnh, về trình độ tiếp tục kế thừa cái sự nghiệp. Phật giáo thành phố cũng là một trong những cái đơn vị đi đầu trong công tác chuẩn bị các cái điều kiện sáp nhập. Vì vậy, Phật giáo đã triển khai đúng các tiến độ theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong công tác triển khai sắp xếp sáp nhập theo tinh thần nghị quyết 1104 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần lục hòa cộng trụ của chư tôn đức tăng ni và mong muốn trong thời gian tới với những nhân sự mới, Phật giáo thành phố sẽ đạt được nhiều thành tựu,